Một người đàn ông yêu nàng thật khóc như một đứa trẻ.
Mời chúng tôi ạ. Con gà. Con gà con tí này. Ừ, đúng nhẹ ăn nữa. Kim công của ai? Hình như em yêu đuối cần một người.
đôi tay nó có anh đầy rồi. Sống vắng sợ một mình, sao anh không mau nói câu tỏ tình. Ha 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 ha. Yêu em là chân ai, em ơi anh như muôn loài chim, sống anh bên trời sống nước ngoài thân. Ăn cơm thì ăn gì? Hỏi hay đấy nhỉ? Mình tôi đã bước nặng vào giấc mơ hao huyền mà đâu biết em phụ hết mà. Cách làm ống hút phần 2.
mình tôi để bước lạc vào giấc mơ hão huyền, mà đâu biết em phụ phàng.
tình cờ gặp lại người xưa. Cà phê quán cũ thầm vui với ai, giấc chim bao mong mơ đây nhau. Những hôm đêm cùng ta. Nếu cho cô anh biết là một lần hẹn hò, nếu cho anh tìm về phút giây đầu, anh nghĩ
lão cho anh gặp lại một lần nữa, lão cho anh tìm về phút giây đầu anh hiện về sau sẽ chẳng còn.
cho mấy nam được đâu mà đâu. Mai chương trình hôm nay mới làm thì chịu hẳn. Thế chắc đông thích em nhỉ, lớp từ con gái nếu cho anh tìm lại một lần nữa, nếu cho anh tìm về phút giây đầu, anh nguyện bảy trăm triệu quá mà tin được bên ông bia đấy, thề luôn chứ không không nghĩ là thế vậy. Quy xuống cơm. Nếu chú anh tìm lại một lần nữa, nếu cho anh tìm về phút giây.